hãy cẩn thận với kẹo gum của bạn. Bạn không bao giờ biết một bong bóng to sẽ dẫn bạn đến đâu đâu. Hiện kẹo gum này đang sale lớn nè. Và đây là những khách hàng thân thiết của chúng ta, cô nàng kẹo ngọt Laura. Nàng tóc vàng cá tính Mét. Và game thủ gạo cội Alex. Cảm ơn. Có vẻ hôm nay không phải một ngày cũ rích bình thường rồi. Tất cả khách hàng đã được lời mời đến thử thách kẹo gum thường niên trong mỗi hóa đơn. Yay! Mình là một đội. Người nhai gum giỏi nhất sẽ thắng. Chúng ta phải thắt nút một miếng kẹo gum. Chúng ta tin tưởng vào TikTok. Cậu làm được không? Bạn chỉ được dùng lưỡi thôi nha. Không phải ai cũng làm được ngay lần đầu đâu. Thử thách này dễ ăn như bánh đấy mà. Mình biết một phương pháp bí mật, gọi là ăn gian. Cứ dùng tay thôi, vậy là xong nút thắt. Này, chơi không đẹp nha. Chúng ta có màn xổ số đây. Ai đoán được kẹo gum ở đâu nào? Cậu gọi cái này là xổ số hả? Đây, thử chơi một màn thực thụ nào. Ở đây có 3 loại gum, 2 loại có vị rất kinh. Các cậu phải giả vờ là mình chọn được cái có vị thông thường nha. Nấu chảy 3 chén gum trong lò vi sóng. Cho wasabi vào một chén, axit citric vào chén thứ hai và không thêm gì vào chén thứ ba. Laura lấy phải miếng rất chua và cô Alex thì siêu cay. Chỉ có Mét là may mắn, kẹo gum của cô ấy có vị ngọt. Cứu với, chết tôi rồi. Thức dậy đi, nhiệm vụ mới của thử thách kẹo gum đây. Hãy thử một bong bóng kẹo gum cả ngày. Ai sẽ thắng vòng này đây? Mình sẵn sàng cho ngày mới rồi. Mình sẽ thổi kẹo và bắt đầu. Laura thổi bóng của cô ấy và làm nó bể ngay vào bữa sáng. Thật thất bại mà. Alex đang giữ được khá tốt. Anh ấy thậm chí còn cạo được râu mà không làm bể bóng. Không biết làm sao anh ấy uống cà phê đây nhỉ? Nhưng luôn có cách. Là một chiếc ống hút. Alex đúng là một sinh viên hạng A. Anh ấy không hề nói chuyện trong lớp, nhưng vẫn bị buộc phải ra khỏi lớp. Tại sao chứ? Ít ra thì anh ấy đã chiến thắng. Megan không rời xa kẹo gum của mình, thậm chí là lúc ngủ. Bong bóng quá, dễ thôi. Hoặc là không. Được rồi, mình cứ ngủ đi còn hơn. Alex là nhà vô địch tung bóng đấy. Và không ai đánh bại được anh ấy. Nhìn nè, mình còn nhắm mắt tung kẹo gum được luôn đó. Ú, này bồ, trước khi ném nhớ nhìn chứ. Đợi chút, không bạo lực trên kênh này nha. Chỉ chơi trò chơi cùng tụi mình thôi. Ai có thể ném bóng vào cốc có kẹo gum nào, người thắng cuộc sẽ được nhai hết kẹo gum. Trò chơi bắt đầu. Các bạn đang chơi rất tốt. Thin ném mà không cần phải nhìn luôn. Giờ mới đúng là nhà vô địch thực thụ đây.
nhưng Alex cũng rất tốt. Và giờ hãy lật cốc lại nào, và bạn sẽ biết ai đã nhai gum này trước khi nó được cho vào trong cốc. Mình không muốn nhai cái đó đâu. Chỉ Thiên là may mắn. Đó là nữ diễn viên yêu thích của anh ấy. Thiên thắng vòng này. Yêu, có người quên đánh răng kìa. Ơn trời, trên đời có gum bạc hà. Đây, cậu ăn miếng đi. Rồi uống nước này. Sảng khoái quá. Thật ra, đây là ý tưởng hoàn hảo cho một thử thách đó. Ta cần thật nhiều gum bạc hà và nước lạnh. Chúng tôi thách bạn nhai một mớ kẹo gum bạc hà, rồi uống ngay nước lạnh vào mà không thay đổi biểu cảm của khuôn mặt. Thí sinh số 1 hầu như không chịu nổi cuộc tấn công của bạc hà. Thí sinh số 2 chẳng hề hấn gì vì anh ấy có bộ hàm bằng sắt. Và thí sinh số 3 thì cảm nhận đầy đủ sức mạnh của bạc hà. Ô không, cứu, thè quá. Một người đã ra đi. Meg, mạnh mẽ lên. Wow, mình cũng muốn thổi một bong bóng khổng lồ. Cùng vui một chút với vòng này nha. Vòng 1. Ai có thể nhét nhiều kẹo gum vào miệng nhất? Wow, có vẻ như miệng các thí sinh của chúng ta được làm từ cao su thì phải. Chúng có thể giãn rộng ra gấp 2 lần luôn. Thật không tin nổi. Các bạn nhớ cẩn thận, coi chừng nghẹn nha. Vòng 2. Ai có thể nhai gum trong miệng nhanh nhất? Coi nào các bạn, khởi động hàm lên nào. Nhai nhanh nữa đi. Mọi người chú ý. Vòng 3. Chúng ta sẽ thổi những bong bóng to nhất. Phổi của chúng ta đang làm việc rất tích cực. Chúng ta cần thư giãn và tập trung. Wow, hình như một thí sinh đã thổi hơi lố rồi. Bong bóng to đến nỗi nhấc bay cô ấy lên trời luôn. Bye. Chào các đám mây giúp tụi mình nha. Tuyệt vời. Cậu nhai mệt rồi phải không? Hình như mình khô nước miếng luôn rồi. Không nhai nổi nữa. Các cô gái ơi, chàng bong bóng mang đến trò chơi mới đây. Mỗi người sẽ được một thẻ có hình một bộ phận cơ thể. Và một hình từ kẹo gum để dán vào bộ phận tương ứng. Má, trán và tay. Mình cần một người chuyên nghiệp. Chào các bé. Xem chúng ta có gì nào. Một chú nhện trên trán. Dễ ợt. Ơn trời mình không sợ nhện. Và mình sẽ có hình vẽ trên má thật đẹp. Xong. Tụi mình đẹp quá à. Ủa, mà Alex làm gì bên đó vậy ta? Alex đã quyết định dùng biện pháp nghiêm túc và đi đến một salon xăm hình. Tôi muốn có một hình xăm giả đầy cánh tay của mình. Thật là một vị khách kỳ quặc. Nhưng nghệ nhân xăm mình của chúng ta rất là chuyên nghiệp. 5 phút thôi là cả cánh tay của Alex đã xăm kín rồi. Các cô gái có thích cánh tay manly của tôi không nào? Sao mà bằng má và trán của tụi này được? Hai các cậu, xem bong bóng cầu vồng từ kẹo gum của mình nè. Rưới cồn tẩy rửa lên một bóng bay và sơn màu cầu vồng bằng sơn acrylic lên. Wow, sao cậu làm được vậy? Thiệt luôn hả? Chia sẻ bí quyết đi. Xem nào, thử đi. Mình cá là mấy cậu không thổi được bóng to như vậy đâu. Dù họ có cố thổi như thế nào cũng không thể làm được. Tất cả bởi vì các cậu dùng sai loại kẹo gum rồi. Cần phải có loại kẹo gum vị cầu vồng đặc biệt này nè. Thêm màu thực phẩm màu cầu vồng vào kẹo gum trắng. Nối các miếng kẹo gum lại thành một dải như cầu vồng.
Đây, thứ kẹo gum của mình nè. Bóng của mình nhìn gớm quá, chả giống bóng tí nào. Cậu đưa về cho mình vậy? Này, đợi đã, cậu lừa tụi này hả? Có phải bong bóng gì đâu, là bóng bay mà. Đừng chơi video game nữa, chúng ta nên chơi một màn thực thụ đi nào. Thách các cậu nhai một con mắt, một cái răng và... mình không ăn thứ đó nữa nha. Thoải mái đi, là kẹo gum thôi mà. Nhào ít kẹo gum, thêm màu nâu vào, nhào thành cuộn với hai đầu dẹt, rồi quấn lại. Cậu chắc chứ? Trông không đẹp tí nào. Nó thật là kẹo gum mà. Mình được một cái răng, không biết nó cứng cỡ nào ta. Nặng một miếng kẹo gum thành hình chiếc răng, dùng kéo cắt một đầu đi, tạo thành hình chân răng. Dùng dao khắc ấn phần lõm ở giữa, tạo màu cho răng bằng màu thực phẩm và bút lông thực phẩm. Wow, chiếc răng mềm này không nguy hiểm tí nào. Răng thật của mình sẽ nhai được nó thôi. Con mắt đẹp nhỉ, mình sẽ nhai thử. Nặng kẹo gum trắng thành một viên tròn, vẽ thêm tròng mắt và con ngươi bằng bút lông thực phẩm, vẽ gân và mạch máu bằng bút lông màu đỏ, thêm siro bắp vào con ngươi để làm nổi bật lên. Đây là những kẹo gum kỳ quặc nhất mà tụi mình từng thử đó. Có muốn ăn thử món quà màu nâu của mình không các gái? Tụi mình cũng không bao giờ quên được thử thách này đâu. Bạn có thích thử thách kẹo gum của chúng mình hay không? Hãy bình luận bên dưới rằng bạn thích tham gia cuộc thi nào nhất nha. Thắt nút kẹo gum, nhai một con mắt hay thổi một bong bóng cầu vồng nào. Và đừng quên cho video này một like, đăng ký kênh và nhấn hình chuông để không bỏ lỡ những thử thách vui nhộn mới nào đến từ Trôm Trôm nha.